Chào tất cả mọi người, mình là Quang Hải, đến từ GSC. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đo đạc đất trước khi làm nhà. Việc đo đạc đất trước khi xây dựng nhà là một bước quan trọng để đảm bảo rằng công trình thực hiện trên đúng phạm vi đất thuộc quyền sở hữu của bạn và tránh gặp các vấn đề pháp lý sau này. Dưới đây là một số lý do và lợi ích khi được đo đạc đất trước khi làm nhà. Lý do thứ nhất là xác định được ranh giới chính xác. Đo đạc đất giúp bạn xác định chính xác ranh giới đất giữa đất của mình và các lô đất lân cận, tránh tình trạng xây dựng lấn sang chiếm sang đất của người khác để dẫn đến tình trạng tranh chấp pháp lý, đảm bảo quá trình xây dựng của bạn trong phạm vi quyền sở hữu không bị thiệt thòi về diện tích. Bước lý do thứ hai để xác nhận diện tích và hình dạng của đất. Đo đạc đất giúp các kiến trúc sư và kỹ xây dựng có được một cái thông số chính xác về diện tích và hình dạng thực tế của khu đất, từ đó đưa ra các thiết kế phù hợp, đảm bảo công trình của bạn phù hợp với các quy định về xây dựng và quy hoạch của đô thị địa phương. Lý do thứ ba, đảm bảo pháp lý và thủ tục hành chính. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu thực tế và số đỏ, thì bạn có thể làm thủ tục điều chỉnh trước khi xây dựng. Đối với những dự án lớn như hoặc là công trình đòi cấp phép xây dựng, đo đạc đất có thể là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan chức năng. Lý do thứ tư là giúp cho tiện ích trong việc xây dựng. Khi có số liệu chính xác thì bạn có thể tối ưu hóa không gian sử dụng trong ngôi nhà của mình mà vẫn tuân thủ các quy định về khoảng cách xây dựng và mật độ xây dựng, tránh tình trạng đo lường đất không chính xác dẫn đến các lỗi trong quá trình xây dựng như là đổ móng, làm hàng rào không đúng vị trí. Thứ năm là chuẩn bị tốt cho việc cấp phép. Thông tin chính xác từ việc đo đạc đất sẽ hỗ trợ cho quá trình xây dựng cấp phép xây dựng từ cơ quan nhà nước. Do đó, việc đo đạc đất trước khi làm nhà là việc cần thiết và nên thực hiện trước bởi đơn vị đo đạc chuyên nghiệp. Và đó là những kinh nghiệm của mình cho mọi người có thể tự kiểm tra đo đạc chính xác đất trước khi tiến hành thi công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có bất kỳ vấn đề nào về xây dựng, hãy liên hệ số điện thoại 038 2047 535 để giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Và mình là Quang Hải, đến từ GSC.